Yoricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. They call to you. Hey, xin chào. Ok. Và chào mừng các anh em đến với Mortal Kombat. Lại phần khác không ạ, chứ không phải là 11X hay là 9. Hôm nay có một ông đề xuất là ông ơi, chơi Mortal Kombat 4 đi. Ok. Ok không? Tôi phải lặn lội xem cái đống ROM tôi để ở đâu. Hóa ra nó có, tôi có lưu lại một ít. Để tôi chơi. Đấy, nên là may sao là vẫn còn may sao là nó vẫn còn game ở đây rồi. Sao nào? Anh em thì... Anh em xin phép là để nhạc nhỏ nhá. Vì tôi nhớ không nhầm là YouTube bắt bản, YouTube nó bắt bản quyền của mấy bài nhạc MK ngày xưa. Tôi nhớ không nhầm là thế. Chỉnh controller tí các anh em nhá. High punch. Để xem. Bây giờ tôi phải thử trước mà. Practice trước cho em nhé. Thì là cái ngày hôm nay tôi nó tắm tôi không lau người ngay là tôi bị cảm rồi. Xem nào, em nút chuẩn chưa? Không chuẩn thì hơi buồn. Rồi, ok, step in, step out này, đấy, chạy nhá. LK là rút rút ok, LK đây, tôi đang tay cầm tôi chơi game giả lập PS1 nhưng mà tôi đang dùng tay cầm gì vậy? Tôi đang dùng tay cầm Xbox One. High punch này, B. High punch. À, về cơ bản là nút tôi đang bị ngược. Ê, đang bị khổ, rồi cộng cho tôi tính nhá. Để tôi fix lại phát. Ok các ông ơi, fix xong rồi. Bây giờ ra chơi arcade nhá. Em nào. Chờ tí. Tôi nhớ một cách chơi Johnny Cage nên tôi chơi Johnny Cage cho các ông xem. Thử nhá, lâu không chơi, không biết tay như thế nào. Round 1. Ok. Thì đang hơi lạ nút tí. Thế là spam nút rồi. À đủ. Ok. Ôi, Punisher. Ok, vẫn nhập Fatality.
rồi sau. Không sao, không biết là các ông biết có biết vụ này không, nhưng mà ngày xưa cái máy PS1 ngày xưa ấy, nó load chậm vãi cái trường này. Công nghệ thời đấy chị, nó load ảnh phải lâu vãi trường ấy. Round one, fight. Ôi ôi, Punisher rồi. Wake up attack. Punish. Ôi giời. À thì hay quá nhỉ. Ôi. Ok. Sẽ bắt tốc luôn rồi, đúng không? Gần hết stamina luôn. Ôi. Ôi, punish. Ôi, đừng bị punish nào. Ok nhớ rồi. Đấy, tôi nhớ mấy cái đấy rồi. Đây đâu? Chắc đây là nhân vật, chắc là Johnny Cage là người duy nhất mà tôi nhớ hết Fatality của MK4. Còn Scorpion tôi chỉ nhớ mỗi Toasty. Bùm bùm lâm ao. Oh, Liu Kang. Ui. Ui, đã bị punish. Đây rồi. Đây rồi. Nhân. Cái trò ném đá game này vui vậy thật. Punish. À, ngồi sẵn luôn mà. Ok, bắn trúng, overhead à? Cái này là dạy throw luôn mà. Cái chiêu flying kick nhanh quá, dễ punish lại trường à. Reversal punish. Đấy, đúng rồi. Start up mà. Đây. Ôi chết rồi. Khó nha. Bài cũ rồi. Bài cũ em đâu nha. Punish. Ui. Punish. Đây rồi. Mẹ cứ bắn spam low fireball là tao punish guy. Thế thôi. Fatality. Ok. Quay cái bụi quá. Đẹp. Round 1. Fight. Oh, phải lì throw. Phải lì phải throw. Đẹp bè. Nhờn.
Rồi. Combo gọi là dồn đến chết đó. Đấy. Sức khỏe. Rồi. Cái điều tôi ghét nhất ở game này, mẹ như nó giới hạn là sát thương, nó giới hạn combo nhá. Có chịu cái trường. Mày nó vần. Ok, cho lúc rồi. Có đấy là bấm xuống xuống, tiến xuống, block. Là ra được Fatality 2. Tôi nhớ chẳng thế. Ok. Nhân vật bị lãng quên. Ôi dồi ôi, nó combo kiểu gì này. Atie. Hết over à. Ok, không Atie được. Chết. Ra đây. Combo này. Ok. Foxas combo. Nhảy đấy. À, throw à. Ôi. Cái nhỉ, toàn throw. Chế độ này chúng nó toàn phản throw. Tôi không biết phản throw lại như nào. Ok. Mày. Mày. Ok, punish. Kìa. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Nói chung là quên hết cách chơi rồi. Không sao, làm lại. Trời ơi. Một lâu chịu được. Tiếp thôi là lại sao rồi. Ok. Punish. Ok. Oh, what the fuck? Lại throw. Dead. Ôi giời ơi. Round 2. Fight. Ôi cái địch vậy. Ok, lại punish. Để mẹ anh có fireball. Mày. Ui. Nice poke. Ok, để. Ok. Mày, punish. Thôi xong rồi. Rồi là hơi đau đầu, tôi quay cố xong rồi. Hơi xù xịt đấy là công tôi kèo nhé. Hay dạ. Round 1. Fight. Ok, punish. Đây rồi. Ok đi. Em ơi, ok. Ui giời. Hơi, đừng nguyên cho nó thở đâu ạ, cái này.
Round two. What the? Punish? Okay. Ui, mẹ. Cái đẹp né. Rồi rồi. Fuck. Well, không cho stay fatality gì chứ. Ok. Đang D2 cái. Ok. Nhờn. Khó quá thì bị fireball. Combo. Nhờn spam này. Đẹp. Phải counter rồi. Ô đẹp mình lại chạy punish. Không nhớ nhá. Vẫn vừa. À, không đúng thật. Tôi không nhớ cái stay fatality là cái này là cái nào. Oh, to the end, Goro. Mirror match. Johnny Cage. Round one. Ôi trời ơi, punish lỗi. Ê. Nhờn. Ôi xì, tần trâu. Yeah chứ. Round 2, fight. Ôi. Đây rồi, punish. Ôi. Ok. Thế không bắn đi được. Ôi, bị bắn đi rồi. Đó kìa. The fuck. Hồi xong. Tự mình hại mình. Là một lượt mới khổ này. Không biết phải chơi như nào. Thế nào? À đây rồi, sút đây rồi. Nhờn. Nhờn. Cục đá này, đem đá bá quá. Thì anh Goro không biết như nào cơ. Ném đi. Đi đi đi. Mày. Ok, what the lean hitbox. Mày. Không biết stay fatality là gì. Shit. Đã quá nhiều, à nhờ, đã quá lâu để nhớ lại. Goro, Goro, bitch. Bitch Goro. Bitch Goro. Fuck, nó lại ở throw luôn mà. Úi giời. That's what we call Goro's bitch.
Goro MK4 bằng bitch. Round 2, fight. Úi giời. Úi giời ơi. Úi giời ơi, ok ok fine, bạn là nhất. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Fuck. Thôi ra thang ngòm luôn đi, mệt lắm. Bre. Được cái game over, game này nó vẫn ấn tượng không? Ấn tượng nhất rồi. Nó không trừ, chứ nó không nhạt nhẽo như là mấy cái pha game over khác. Hoặc là tôi chơi Scorpion cho các bạn. Có Liu Kang. Scorpion nhé, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái Toasty thôi. Choose your destiny. Đánh Novik Beginner nhé. Thử xem nào. Round 1, fight. Ui, tôi xong rồi. Ui giời. Scorpion. Game đem đá. Flawless victory. Round 2, fight. Game đem đá. Game đem đá. Game đem đá. Nhầm. Ok, nhớ rồi. Nhưng cái thứ hai tôi không nhớ. Thề. Cái hóa bọ cạp không nhớ là như nào. Thế sao lại tụt FPS cái này nhỉ? Bro. Thật là buồn cười. Oh, Sub-Zero. Mẹ thề. Sub-Zero cái nẹp bắn băng của bản MK4 nẹp. Bị nép phế đó chịu rồi. Ây. Đẩy vào đây. Round 2, fight. Ok. Nhờn. Đây ai. Úi giời. Maximum damage. Đấy tôi ghét chắc cái kiểu đấy nhá. Ông thử xem nhá. Không nhớ cả. Điều. Không nhớ cái chiêu đấy là như nào cả. Không nhớ cái fatality của hai là gì. Thế luôn đấy. Round 1, fight. Tôi xong rồi. Boom. Mà chỉ có là Queen. Thần gió. Round 2, fight. Trái đất. Ok, dead. Ôi, dead. Phản hết rồi. Thử nhá. Ô được hay không này? Ngon. Được được. Vẫn bưởi được thay. Fatality. Cái tôi nhớ là cái fatality cuối là các ông phải bấm chuẩn cùng lúc cái nút nó là lùi tiến xuống lên.
và nút đấm cao. Cái nút lên và nút đấm cao các ông phải bấm cùng lúc. Thì nó mới active cho công. Đẹp. Okay. Okay. Đòn. Scorpion wins. Còn bộ 30% máu. Round 2. Ok. Hop. Là combo paro khó lắm. Mình Loki quen rồi. Đen. Ok. Thôi xong rồi. Úi xời ơi. Thở. Nó sợ nhẹ cũng chết mà. Danger rồi mà. Round 3. Fight. Ôi này, bác sĩ bầm ghét nhất chịu được. Mẹ giới hạn sát thương cay ấy hay. Đây rồi. Xèo. Yên tù đép mét quả này chứ, biết được gì. Vãi trưởng thật. Fatality. Tù đép OFPS vô duyên vãi trưởng. Chắc còn đến Johnny K nữa là Goro rồi. Round 1. Tí tôi phải tăng để RT thành block chứ. Để RB block cũng không quen. Rồi thôi. Fucking Jax break. Fucking Jax break. Nhờn. Bóp tất lởm nhá. Úi dồi. Bót của từng phiên bản rất lởm nhé mẹ. Tiếng mỗi ông một khác. Như con có thể nghe thấy tiếng của Jack tự nhiên có tiếng của Raiden. Ok. Tôi rất khó hiểu điều đấy rồi. Hót tệ cái đấy. Thổ sóng. Cái game này nó chỉ đặc biệt vì nó gắn liền với tuổi thơ của anh em mình thôi, chứ ở nước ngoài chả nhiều người đánh giá cao game này lắm. Nó là nơi đã đưa anh em mình đến MK này rồi. Chứ cái bản này nó hơi dở, nói thẳng. Combo thì... Đấy, combo để spam kiểu này cũng được thôi. Ôi giời ơi. Đấy, beginner còn thua rồi nhé. Tên nó nhanh. Khổ quá. Thôi, nốt. Tôi là Scorpion, có kit một skin này màu xám. Tôi không thích skin đó lắm vì nó đang đeo mặt nạ trong cầm gầu nên lộ mẹ lộ sọ ra. Không thích lắm. Ôi giời. Nhời. Rồi kìa, rơi kiếm rồi. Ok. Round 2. Fight. Ok. Ôi đẹp. Ok đẹp. Cái gì?
không bấm được. Đẹp. Hay xui lắm. Cái phải sao thì hãy hên xui mới được. Ôi, bắn đi sớm luôn. Ôi, 39% máu. Xong. Và bản Pipox lên PC nhìn nó đẹp hơn cơ mà. Nhưng mà cái bản PC mà full ấy, kiếm hơi kiếm khó lắm. Trước tôi phải kéo torrent mới tìm thấy. Được, chứ phần lớn trên mạng toàn bản rip ấy. Bản rip 12 mê ấy, không có nhà, không có cutscene. Combo. Ôi không được rồi, không được, không được, không được, không được, không được. Rồi, Goro xem nào. Fucking Goro. Để xem Goro nào. Goro. Oh shit. Nó vẫn thế. Nó vẫn bất tại như thế. Sub boss khỏe hơn mẹ boss chính. Không hơn final boss, ok. Am ổn. Rồi spam thôi. Ôi giời, thôi xong nó block được cái kia. Ôi. À định độc thổ à. Độ thổ. Độ thổ. Đấm hơi bè tí nhưng mà cũng được. Round 2. Ô né này kìa. Cái quái nào bấm step out lại được. No combo. Được không? 31% đam. BMG. Ờ block rồi. Ôi giời ơi, fuck us. Thôi đâu phải nửa máu. Thật. Uầy. Cả cái này nữa. Cái đấy cũng phải nửa máu. Thật. Khỏe vãi. Đâu. Ơi. Nhờ. Ok. Không có combo kiểu đấy rồi. Ôi, thôi xong rồi. Ôi, tí chết. Ôi. Ôi, may quá. Oh shit. Thật là đáng sợ. Đáng sợ quá đi rồi. Thế nào, Shinnok, Shinnok vào tay pro thì ok nhưng mà bình thường trái thì thiếu Shinnok. Shang Tsung thì các bạn là Shang Tsung rồi. Shang Tsung nhưng mà nó là Eldegard. Eldegard. Úi giời. Easy win đi. Không, không, không. Đúng đã. Cái này đem ai. Để dụ ai. Ui. Ui trời xong rồi. Vãi lùi. Punish gầm hôm. Tôi chiều hơi bậy.
Ủa là ai đây? Âu. Shit. Không. Chết đi. Ủa. Fuck. Ui. Hay quá. Mày block kịp vào đấy. Fine. Ok, đánh với bản thế mà cũng Champions of Mortal Kombat. Hai thật. Rồi, ending nào. Bằng cách đánh bại người Sub-Zero, ta đã trả thù được cho gia đình và bộ tộc của ta. Giờ linh hồn của ta đã có thể nghỉ ngơi. Linh hồn của ngươi sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi được. Scorpion, tộc Lin Kuei có trách nhiệm cho việc giết tộc ngươi. Nhưng mà gia đình bộ tộc ngươi vẫn chưa được tự do đâu. Nếu ngươi không phải là kẻ giết người thì ai? Ta cần cái giúp vậy. Spectre, ngươi đã làm việc rất tốt, Scorpion. Bây giờ tự ta phải đưa ngươi trở lại với Netherrealm. Never. Ngày xưa có các scene kiểu này xịn lắm rồi ấy. Ôi xời ơi. Tên vừa, kéo nhanh. Ok, ui, chúng ta đã hoàn thành Mortal Kombat 4. À, bộ arcade đâu. Hơi vất vả tí cho cũng được rồi. Còn máy yếu yếu chỉ có chơi được mấy game cũ ấy thì ok, còn đam mê game này. Bây giờ máy lớn hơn rồi phải chơi nhiều game nó xịn hơn được không? Vậy nên là hãy request game gì nó xịn xịn tí. Đấy. Đó, thế thôi chứ anh em request tôi vẫn nếu thấy ổn ổn thì tôi vẫn chơi mà có gì đâu. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi Mortal Kombat 4 Arcade. Hơi phế nhưng mà có thể được không? Nếu như anh em thích video này có thể tôi một like video. À, một share video để bất kỳ nơi nào các anh em muốn. Ngoài ra nếu các anh em chưa làm thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để vào mỗi 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Charlie là các anh em sẽ có video mới để xem luôn. Ok, nói dông dài như vậy là đủ rồi và tôi sẽ hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.